Nữ tài tử Audrey Goddard thích búp bê Annabelle như một ngôi sao đồng diễn tin từ Los Angeles. Nữ diễn viên Audrey Goddard đã xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim kinh dị Annabelle vào tối hôm thứ Hai vừa qua. Annabelle là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2013 The Conjuring, bộ phim nói về một con búp bê bị quỷ ám. Cả hai bộ phim được cho là dựa trên câu chuyện có thật ở ngoài đời từ cuộc sống của các nhà điều tra huyền bí Hoa Kỳ Ed và Lorraine Warren. Minh tinh Waddell vào vai Evelyn, một chủ doanh nghiệp và người hàng xóm của hai nhân vật chính là Mia và John. Cô nói rằng cô thích làm việc cùng với con búp bê như khi làm việc với bất kỳ diễn viên khác. Nữ diễn viên người Anh Annabelle Wallis thủ vai nữ chính Mia. Cô nói đùa rằng cô nghĩ bộ phim đang nói về chính mình. Lúc đầu cô nghĩ bộ phim nói về mình, nhưng sau đó cô nhận ra rằng không phải là như vậy. Annabelle được công chiếu toàn quốc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 10.